nguyên.global.com, chị Ngân sẽ là ngân.global.com, chị Hằng sẽ là hằng.global.com. Có nghĩa là cái tên riêng của các anh chị là không có ai có nữa. Ví dụ bây giờ mà ai cũng tên là Nguyên thì chắc phải đặt là Nguyên ABCZ gì đó, đúng không anh chị? Ai cũng tên là Ngân thì chắc phải đặt là Ngân 195 mấy, 6 mấy hay là 4 mấy, đúng không anh chị? Đó. Thì chúng ta là có một cái tên miền riêng, và với cái số tiền bỏ ra chỉ có 25 ngàn thôi. Và một cái công việc kinh doanh thứ nhất đó là kết nối rất nhiều người bạn bè khắp mọi nơi. Và có cái sản phẩm rất là thú vị để chăm sóc. Nguyên nghĩ nguyên cái đầu tiên mà Nguyên thích ở kinh doanh này chính là mình có cái kiến thức để mình chăm sóc bản thân. Đúng không anh chị? Bởi vì sợ nhất là khi nào chúng ta nhiều tiền rồi, giống như là cái người mà làm ra cái này này các anh chị, đúng không ạ? À? Người mà làm ra cái quả táo cắn dở này, các anh chị có xem đến câu chuyện của ông Steve Jobs không ạ? À? Thì chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm sớm phải không ạ? À? Khi nào chúng ta sở hữu hàng triệu đô như vậy chúng ta cảm thấy hối tiếc, đúng không các anh chị? À, rồi chúng ta tiếp tục anh chị nhé. Phần cuối cùng thì Nguyên nghĩ là các anh chị không cần nói quá nhiều phần này, bởi vì phần này á, nếu những người đã từng làm kinh doanh thì họ sẽ quan tâm, nhưng mà một người mới ấy, thì họ thường quan tâm sản phẩm hơn. Nên là khi các anh chị chia sẻ thì các anh chị cũng cần phải giao lưu với khách hàng của mình trước, để xem là họ xuất phát điểm là ai, họ đã làm cái gì, họ kinh qua cái ngành kinh doanh hệ thống không, họ có muốn tìm hiểu không, hoặc họ đã từng công ty hệ thống, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nguồn thu nhập nói kỹ, đúng không ạ? Vậy thì nguồn thu nhập chúng ta sẽ như thế nào? Thứ nhất là thu nhập của Genet thì có 6 cái, có 6 khoản hồng. Khoản thứ nhất gọi là hồng bán lẻ, thì chúng ta sẽ nêu ra cho khách hàng, và Nguyên cũng sẽ nêu với các anh chị. Khoản hồng bán lẻ này, nó công ty thì không khuyến khích chúng ta bán lẻ, nhưng mà trên trang web cá nhân của chúng ta ấy, các anh chị bấm vào cái sản phẩm ấy, Nguyên nói ví dụ như bấm vào cái sản phẩm Reserve chẳng hạn, thì khi mà chúng ta gửi cái đường link này, sao chép liên kết này gửi cho bạn mình qua Zalo, thì bạn mình mở ra sẽ thấy là à, trên đó sẽ có nội dung thông tin về sản phẩm Reserve, cách sử dụng, đúng không ạ? Và cuối cùng là có giá. Và giá trên đó là 135 đô la Mỹ một cái hộp Reserve. Nhưng mà thực tế thì chúng ta là thành viên thì chúng ta chỉ mua có 100 đô la một hộp thôi các anh chị. Có nghĩa là nếu như khách hàng của mình mà xem trên đường link này mà họ tự động đặt mua hàng của công ty thì họ sẽ trả với giá là 135 đô. Và 35 đô tiền chênh này công ty sẽ chuyển về ví tiền cho các anh chị. Bởi vì các anh chị vừa copy cái thông tin trên cửa hàng, trên cái tên miền của các anh chị gửi cho khách hàng đó. Đấy chính là cái hồng bán lẻ, thú vị không ạ? Đó, anh chị hoàn toàn có thể chia sẻ cho khách hàng của mình thông qua online, để họ vào đó họ xem, họ mua. Và họ mua hàng là đương nhiên mình có hồng bán lẻ, mà mặc dù là mình có bán đâu, đúng không anh chị? Đó, hồng rất là thú vị. Ngoài ra thì chúng ta có thể kinh doanh nó theo cách của người Việt Nam đang kinh doanh. Đó là chúng ta có một ít sản phẩm để sẵn ở nhà và phục vụ những khách hàng cần ngay. Ví dụ như là một sản phẩm, một hộp Reserve, các anh chị mua trên trang web là 2,6 triệu cả vận chuyển. Các anh chị có thể bán nó khoảng 3 triệu tùy, đúng không các anh chị? Đấy cũng là một khoản lợi nhuận bán lẻ khi mà chúng ta bán lẻ sản phẩm. Rồi. Tiếp theo, cái hoa hồng tiếp theo nó là hoa hồng bảo trợ. Hoa hồng này thì Nguyên muốn hướng dẫn các anh chị, chúng ta sẽ chia sẻ với khách như thế này. Ví dụ như là bản thân của Nguyên cũng đăng ký cửa hàng 1 đô và Nguyên cũng giới thiệu cái cửa hàng này cho chị Ngân là 1 đô. Chị Ngân cũng đăng ký nó 1 đô. Và Nguyên chưa có điều kiện để mua hàng, nhưng mà Nguyên giới thiệu chị Ngân thì chị Ngân có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm cho gia đình mình, và chị Ngân sẽ lựa chọn những cái gói hàng. Và công ty có 5 cái gói hàng ưu đãi, 6 gói các anh chị, 6 gói hàng ưu đãi. Ưu đãi có nghĩa là ưu đãi cho người mua chứ không phải ưu đãi cho người giới thiệu, các anh chị hiểu không ạ? Người giới thiệu thì có 3 rem rồi. Họ mua cái gói 100 CV thì người giới thiệu sẽ được 25 đô. Họ mua cái gói 500 CV thì người giới thiệu sẽ có 250 đô. Nhưng ưu đãi này là ưu đãi cho người mua hàng. Có nghĩa là nếu người mua hàng mua tất cả các gói này thì giá sản phẩm đều được rẻ hơn so với mua lẻ từng sản phẩm một. Đó, thì anh chị giải thích cho khách như vậy. Và khi đó họ rất là thích. Và thực ra là chúng ta cũng thích. Vì sao? Gói hàng ưu đãi này chỉ dành cho mỗi thành viên giống Nguyên và các anh chị một lần thôi. Một lần đầu tiên khi chúng ta mua thôi. Lần sau chúng ta mua gói này không còn nữa. Tuyệt vời không ạ? Đó thì chúng ta sẽ nói rõ như vậy. Và cái ba đêm hoa hồng bên này đó là thì nếu mua cái gói 100 CV trị giá 5,7 triệu thì Nguyên sẽ được tặng, công ty tặng cho Nguyên 25 đô, chính là hoa hồng bảo trợ hay là hoa hồng giới thiệu cũng được, mà chúng ta có thể gọi là cái khoản thù lao, gọi là phí của môi giới cũng được, đúng không anh chị? Đó, và cái khoản này á thì chúng ta chưa cần mua hàng,
đội chơi. Số của chúng ta chưa mua hàng, nhưng mà bạn của chúng ta mua rồi, chúng ta vẫn nhận hoa hồng. Đây là một điều rất công bằng các anh chị. Tại vì có thể có những người họ không có tiền, họ chỉ có $1 để đăng ký thành viên thôi. Họ rất là chăm chỉ để giới thiệu, đúng không ạ? Họ rất là chăm chỉ để giới thiệu, nhưng mà thực sự là họ rất là nghèo. Và cơ hội để dành cho tất cả mọi người, chứ không phải là cơ hội chỉ chọn những người có điều kiện và khước từ những người không có điều kiện. Nên là Nguyên rất đánh giá cao cái hoa hồng này. Và cũng có rất nhiều những bạn là sinh viên khởi điểm không có được 5,7 triệu để có thể bắt đầu kinh doanh, nhưng mà sẽ chú trọng giới thiệu cho bạn bè cùng phòng, giải quyết những sản phẩm reserve cho cha cho mẹ của họ bị tiểu đường, bị các bệnh. Và các bạn cũng bắt đầu cứ từ từ tiết kiệm từng gói từng gói từng gói. Và các bạn có thể mua cái hộp, cái gói 200 TV là các bạn được tặng $75, trong khi đó là 5 hộp reserve và các bạn chia sẻ rất là dễ dàng, đúng không các anh chị? Đó, mình có thể giới thiệu cho từng người từng người, mỗi người mua một gói và mình lấy cái tiền đó mình mua 5 gói. Tôi làm okay. Thì cũng có rất là nhiều cách, đúng không các anh chị? Đó. Và hoa hồng đầu tiên này thì các anh chị chỉ nhận được đúng một khoản tổng mua cho đấy nhé. Còn chúng ta sẽ không được tích lũy bất cứ cái khoản hoa hồng nào khác. Các chị lưu ý như vậy. Và khoản hoa hồng tiếp theo nó là hoa hồng chu kỳ. Khoản hoa hồng chu kỳ này bắt buộc chúng ta phải có điều kiện. Và điều kiện như thế nào? Giả sử các anh chị lần đầu tiên tham gia cơ hội Genet với $1 và chúng ta sẽ đầu tư cho mình một khoản vốn nhỏ nhất là 5,7 triệu. Tức là chúng ta sẽ mua một cái gói hàng trị giá 100 CV để chúng ta đạt điều kiện kích hoạt mã số. Đây và mẹ, khi đó chúng ta đầu giới thiệu hai người bạn, tối thiểu là hai người bạn và tối đa là N người bạn. Chúng ta giới thiệu bao nhiêu người cũng được các anh chị, nhưng tối thiểu chúng ta giới thiệu hai người bạn có nhu cầu sử dụng những dòng sản phẩm mà Genet có. Thế thì khi hai người bạn này cũng mua cái gói hàng từ 100 CV trở lên thì lúc đó các anh chị trở thành nhà điều. Và điều kiện nhà điều hành này các anh chị chỉ làm nó một lần duy nhất thôi. Tức là chúng ta có quyền tham gia kinh doanh, nhưng chúng ta không bị áp lực bởi doanh số, không bị áp lực bởi việc phải đi bán hàng hàng ngày, hàng tháng. Đây là cái điều mà là chúng ta mẹ làm chuyện đi, đúng không ạ? Thì với cơ hội Genet đã giúp chúng ta xóa đi cái cảm giác là phải áp lực về việc bán một tháng bao nhiêu. Với Genet là không. Chưa đồng chắc chưa đâu. Chưa có nhu cầu cũng giới thiệu những người có nhu cầu. Và các anh chị hoàn toàn có thể giới thiệu những người bạn mua lẻ một hộp, hai hộp, ba hộp, chúng ta ghép lại để chúng ta mua cái mã số của chúng ta, để chúng ta trở thành đủ điều kiện được kích hoạt mã số và bắt đầu giới thiệu những người có nhu cầu khác để có hai người tiêu dùng ở dưới, chúng ta trở thành nhà điều hành. Và với điều kiện này, sau đó các anh chị chỉ việc làm thôi, chỉ việc lên Zoom nghe chương trình của chúng tôi, học cách để giới thiệu cho người khác, chia sẻ thật nhiều, và mỗi ngày chúng ta đều làm công việc đó, giống như chúng ta trồng cây vậy. Và chia sẻ các anh chị, chúng ta cứ thế là. Và khoản hoa hồng này không giới hạn các anh chị là chỉ được giới thiệu bao nhiêu người, chỉ được giới thiệu bao nhiêu tầng, không giới hạn. Các anh chị làm nó trong bao lâu cũng được, giới thiệu cho bao nhiêu người cũng được. Và chỉ giới hạn khi nào số thu nhập theo tuần của các anh chị vượt quá 577 triệu. Điều này rất thú vị đúng không các anh chị? Chúng ta làm thoải mái, còn lâu chúng ta mới vượt quá được 577 triệu một tuần, phải không ạ? Và chúng ta cứ làm thoải mái. Khi nào chúng ta đạt tới cái thu nhập 577 triệu một tuần hoặc nhiều hơn thì công ty cũng không lấy của chúng ta. Khoản hoa hồng đó sẽ được giữ lại trong ví của anh chị mà các anh chị không rút ra được. Nhưng mà đến tuần sau, đến tháng sau, khi nào cái thu nhập của chúng ta thấp hơn thì chúng ta sẽ rút cái chỗ dư đấy về. Có nghĩa là nếu các anh chị nhiều quá thì các anh chị công ty sợ chúng ta bị bội thực về tiền, đúng không ạ? Nên sẽ giữ lại một thời gian, là khi nào chúng ta thấp hơn chúng ta được lấy. Thì mình thấy đây là một cái điều rất thú vị. Một khoản hoa hồng chu kỳ thôi, nếu các anh chị nỗ lực trong vòng 3 năm, nỗ lực các anh chị nha, nỗ lực trong vòng 3 năm, chúng ta cũng có thể đạt được chu kỳ là hai tháng trên một tháng. Và cái khoản hoa hồng này chúng ta sẽ nhận như thế nào? Sơ đồ chúng ta sẽ là sơ đồ cũng nhiều quan trị giới thiệu hai người bạn đầu tiên, và ngày mai các anh chị giới thiệu hai người nữa, ngày mốt các anh chị giới thiệu 20 người nữa thì sẽ nằm dưới phía dưới, giống như xếp hàng các anh chị. Và sơ đồ này gọi là sơ đồ mặt trời hợp lực doanh số hoặc là sơ đồ nhị phân cải tiến, cách nào các anh chị hiểu cũng được. Nhưng Nguyên muốn chia sẻ các anh chị là nếu chúng ta chia sẻ cho rất nhiều người thì cũng giống như chúng ta trồng một cái vườn cây, chúng ta gieo rất nhiều hạt, chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều cây. Nhưng chúng ta chỉ gieo vài ba cái hạt thôi thì có thể nó sẽ bị thui mất mà nó không mọc được. Anh chị hiểu ý mình nói không ạ? Với sơ đồ này các anh chị hãy cứ chia sẻ và chia sẻ. Dù người ta có mắng mình một trận thì cũng không sao. Nhưng mà các anh chị có thấy là mình đi chia sẻ cho ai mà người ta mắng mình không? Đúng không? Nguyên chưa thấy ai mắng Nguyên cả.
đúng không các anh chị? Chia sẻ xong rồi có rất nhiều người, người ta bảo chị ơi, nếu mà em gặp chị sớm hơn thì bây giờ là ông xã em vẫn còn, nếu em gặp chị sớm hơn thì bây giờ bố em vẫn còn khỏe, các anh chị ạ. Họ nói với Nguyên như vậy chứ họ không bao giờ mắng Nguyên cả. Vậy thì chúng ta hãy cứ làm cái công việc này hàng ngày và hàng ngày. Chúng ta hãy bỏ những thời gian rảnh rỗi của mình để chia sẻ. Và đấy chính là cái giá trị của cái hoa hồng chu kỳ. Vì các anh chị không phải áp lực doanh số. Các anh chị không phải lo bán hàng mỗi ngày, mỗi tháng. Đúng không ạ? Các anh chị không phải chốt doanh số hàng tháng. Trong kinh doanh truyền thống các anh chị ạ. Kinh doanh truyền thống thôi. Doanh thu năm nay nếu mà doanh số của các anh chị, của văn phòng cá nhân các anh chị hay là của chi nhánh các anh chị không đạt được bao nhiêu tỷ, các anh chị cũng không được tiền thưởng hoặc tiền thưởng bị thấp đi phân nửa. Đúng không ạ? Nhưng với Zonet là không có điều đó. Chúng ta chỉ cần hoàn tất cái mã số của mình đầu tiên với số vốn nhỏ nhất là 5 triệu vậy. Và liên tục học cách để giới thiệu, học cách để giới thiệu. Và tùy theo các anh chị, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất là thú vị của cái khoản hoa hồng chu kỳ. Và chúng ta phải hiểu rất là rõ để chúng ta giới thiệu cho bạn bè của mình. Và các anh chị, đây là cái cách để chúng ta có thể hưởng được cái hoa hồng chu kỳ, đạt được cái thu nhập tối đa là 2 tỷ đa một tháng. Tức là khi chúng ta bắt đầu làm các anh chị, tháng đầu tiên chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta đừng tìm hai nguồn. Các anh chị lưu ý nhé, Nguyên vừa nói rồi, các anh chị gieo càng nhiều hạt thì số cây mọc thành cây sẽ càng nhiều. Nhưng các anh chị gieo ít hạt, có thể cái chỗ đất đấy nó bị khô quá, chỗ đất đấy nó ẩm quá, cái hạt đấy nó yếu quá, nó cũng không nảy mầm. Đúng không các anh chị? Nên chúng ta hãy gieo nhiều hơn. Và tháng đầu tiên nếu chúng ta quyết định làm, chúng ta hãy tìm 6 người bạn. 6 người bạn nằm trong đối tượng như sau. Thứ nhất, những người có vấn đề nhu cầu điều chỉnh sức khỏe, những người có những cái bệnh nan y, bệnh mãn tính. Ok. Đối tượng thứ hai, những người muốn da của mình cải thiện, những người muốn cho mình trẻ trung hơn, những người muốn điều chỉnh để làm da. Và cái đối tượng thứ ba là những người có nhu cầu cần làm thêm kiếm tiền. Chỉ cần làm thêm thôi các anh chị, với Zonet. Đừng đưa ra cho họ là có muốn kiếm triệu đô, chia sẻ các anh chị kiếm triệu đô không dễ như vậy. Đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta giúp rất nhiều người kiếm được 500 đô, 1.000 đô thì chúng ta có thể kiếm được triệu đô thật. Các anh chị, nên là chúng ta sẽ tìm ba đối tượng mà Nguyên vừa kể với các anh chị. Và các anh chị hãy lục trong cái danh bạ điện thoại này của các anh chị và tìm ra 6 người trước tiên. 6 người. Và chúng ta sẽ chia sẻ cho họ cơ hội giống như vậy. Hoặc là các anh chị chưa biết nói không thì các anh chị hãy mời họ lên Zoom tham dự chương trình cùng chúng tôi và hệ thống của chúng ta sẽ hỗ trợ các anh chị, được chưa? Và sau đó thì chúng ta hãy kèm sát 6 người bạn này để cho họ ưng ý về sản phẩm, họ ưng ý về cơ hội kinh doanh, họ ưng ý giống như các anh chị, thì bắt đầu chúng ta giúp 6 người này lại tìm 6 người trong quan hệ của riêng họ. Và nếu họ biết làm như vậy là nhóm của các anh chị đã có 6 x 6, 36 người rồi. Đúng không ạ? Và các anh chị tiếp tục làm như vậy, hỗ trợ 6 người trực tiếp của mình, giúp cho 6 người trực tiếp của họ. Có nghĩa là các anh chị đang thông qua cái 6 người trực tiếp của mình để giúp 36 người đằng sau lưng họ. Và đương nhiên là một mình chúng ta không đủ sức. Nhưng mà các anh chị có tin không? Trong phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta hiện nay là đang có 71 người. Đúng không ạ? Nếu như các anh chị cứ nói chuyện cho bạn bè của mình và một buổi tối Nguyên đang nói chuyện là có thể giúp được hàng trăm, thậm chí là 500 các anh chị ở khắp mọi miền đất nước, thậm chí là nước ngoài. Chúng ta có thể hiểu được vấn đề, đúng chưa? Và cứ như vậy chúng ta tầng thứ 2 chúng ta có 36 người, tầng thứ 3 chúng ta cứ kèm sát những người bạn của mình và 36 người sẽ thành 216 người. Tầng thứ 4, 216 người sẽ thành 1.296 người. Tầng thứ 5, 1.296 sẽ thành 7.776 người. Và tầng thứ 6 sẽ thành 46.000 người. Và chia sẻ các anh chị, chúng ta không thể quen được nổi 1.000 người. Nhưng nếu chúng ta sử dụng cấp số nhân và chúng ta liên tục làm việc này trong vòng 3 năm, Nguyên khẳng định với các anh chị là hệ thống các anh chị sẽ có cái lượng người lớn như vậy. Thắng ơi! Và các anh chị, chúng ta nỗ lực đều đặn như vậy trong vòng 3 năm. Chúng ta nếu chúng ta sở hữu một cái hệ thống 46.000 người giống như trên màn hình và mỗi một người trong hệ thống này không cần sách hàng đi bán, các anh chị lưu ý. Chúng ta chỉ ăn một gói thì dơ một ngày để chăm sóc cho sức khỏe của chúng ta thôi. Các anh chị có nghe bạn Ly Lan lúc nãy chia sẻ không ạ? Hiện nay gia đình của bạn Ly Lan là tiêu thụ hết 10 hộp thì dơ một tháng. Gia đình của Nguyên cũng phải tới 5 đến 7 hộp một tháng, các anh chị. Nhưng mà đây công ty chỉ yêu cầu chúng ta sử dụng một hộp rì dơ một tháng. Một hộp rì dơ một tháng là chúng ta có được cái doanh số là
Con ơi phải lấy cái củ ở trong túi nhá. Chúng ta sẽ có được cái doanh số là bao nhiêu ạ? 60 CV trên một người. Và chúng ta sẽ nhân 46.656 người này cho 60 CV là chúng ta sẽ có 2.799.360 CV. Và chúng ta chia cho cái sơ đồ mà Janet trả thưởng, một bên 300, một bên 600. Có nghĩa là khi nào các anh chị có 900 CV, một bên 3, một bên 6, thì công ty sẽ tặng các anh chị một chu kỳ. Vậy 2.799.360 CV này chia cho 900 CV, tức là một tháng các anh chị có thể đạt tới 3.110 chu kỳ. Và công ty chỉ cho chúng ta nhận tối đa. Và chúng ta sẽ tạo ra một thứ gọi là lãi ròng hay là thu nhập thụ động lên đến 2 tỷ 300 triệu một tháng. Mà đơn giản, nó là thu nhập thụ động bởi vì các anh chị không xếp hàng đi bán. Các anh chị không ôm hàng về nhà thì nó mới gọi là thụ động. Bởi vì chúng ta sẽ dùng tiêu hao chăm sóc cho mình mỗi ngày một gói reserve để có sức khỏe tốt hơn, để có dòng máu lưu thông tốt hơn, không bị những cái vấn đề liên quan đến cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường cao hay các vấn đề về chuyển hóa. Có tuyệt vời không các anh chị? Đó. Và chúng ta chỉ cần tìm những người muốn bảo vệ sức khỏe của mình và hướng dẫn cho họ dùng một gói reserve mỗi ngày. Và mỗi ngày chúng ta hãy cứ đi tìm những người cần như vậy các anh chị ạ. Và các anh chị có thể làm khắp mọi nơi. Và Nguyên khẳng định với các anh chị liên tục làm, ngày làm cũng làm, ngày nào cũng chia sẻ vài tiếng, vài tiếng, vài tiếng. Buổi tối thì đừng có lên Facebook để chém gió nữa, đúng không ạ? Buổi tối chúng ta hãy học cách, chúng ta hãy lên Zoom để cùng nhau nghe. Và Nguyên nghĩ rằng nếu nhiệt tình như vậy 3 năm rồi, các anh chị sẽ tạo ra một cái hệ thống mà chúng ta có cái thu nhập gọi là lãi ròng hay là thu nhập thụ động lên đến 2 tỷ 3 một tháng. Có tuyệt vời không các anh chị? Và Nguyên nhìn chính cái sơ đồ này mà Nguyên quyết định quay trở lại làm Zone các anh chị. Chứ còn bản thân của Nguyên thì Nguyên đã định từ giã ngành kinh doanh hệ thống rồi, bởi vì Nguyên thấy nó rất là khó. Nhưng ngày hôm nay thì gặp Zone, nhìn thấy những điểm mạnh của Zone. Thứ nhất là đào tạo trên online. Các anh chị có thấy là mình đang ở nhà không ạ? Có nhiều anh mà Nguyên còn nhìn thấy đang nằm ở trong chăn luôn, đúng không ạ? Có một cái kinh doanh nào mà các anh chị ở nhà khỏi sợ chồng hay là vợ của mình la dày là tối nào cũng đi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể kiếm được tiền, và chúng ta còn tạo ra những cái thu nhập rất là tốt, và chúng ta còn tạo ra cho mình có những kiến thức, có những giá trị về sức khỏe. Thì Nguyên chưa thấy có cái kinh doanh nào như vậy. Và Nguyên nhìn thấy như vậy cho nên Nguyên quyết định trở lại với Janet. Và Nguyên cũng đang hỗ trợ các anh chị về cái mảng đào tạo. Bởi vì kiến thức mà Nguyên có được chính là Nguyên học về ngành đông y dinh dưỡng học. Có những cái khả năng chuyển hóa của một con người là Nguyên có thể giúp các anh chị. Ok không ạ? Đó. Và chúng ta đã đi qua ba cái khoản hoa hồng rồi. Khoản hoa hồng thứ tư là khoản hoa hồng lãnh đạo. Khoản hoa hồng lãnh đạo các anh chị cứ lưu ý là cho dù chúng ta chỉ nói cơ hội này với hai người bạn thôi. Giả sử Nguyên đang nói cho chị Ngân và chị Hằng, Nguyên đang nhìn thấy hai chị ở trên màn hình. Giả sử cả Việt Nam này Nguyên quen mỗi hai chị thôi. Ví dụ như vậy. Ok. Nhưng mà Nguyên, bởi vì là Nguyên nghèo lắm, cho nên là Nguyên sẽ chịu học và Nguyên sẽ giúp hai chị giới thiệu. Chị đưa ra bạn thì Nguyên sẽ giới thiệu. Và các anh chị có đồng ý với Nguyên không? Bạn của chúng ta thì có giới hạn, nhưng mà bạn của bạn là vô biên, đúng không ạ? Và nếu chúng ta chịu khó làm thì từ hai người bạn, chị Ngân và chị Hằng này, Nguyên sẽ bắt đầu có những người bạn tiếp theo, đó là F2, đúng không ạ? Những người bạn là F1 của chị Ngân thì sẽ là F2 của Nguyên. Và những người bạn là F2 của chị Ngân thì sẽ là F3 của Nguyên. Và tương tự như vậy các anh chị, sơ đồ của Janet cho chúng ta hưởng cái khoản hoa hồng lãnh đạo. Hoa hồng lãnh đạo tức là hoa hồng mình đi hỗ trợ, mình giúp cho người bạn của mình biết cách phát triển, biết cách dùng, biết cách nói. Và chúng ta hưởng đến tận tầng đời thứ 7. Đời thứ 7 chứ không phải tầng thứ 7 các anh chị nha. Ví dụ chị Hằng với cả chị Ngân là 2F1 của Nguyên. Nếu như Nguyên giúp hai chị có thu nhập 1 tỷ một tháng, công ty sẽ trả cho Nguyên 20% trên thu nhập của hai chị. Vậy là em Nguyên chỉ cần giúp hai chị 3 năm thôi là em Nguyên sẽ có 400 triệu. Ok không ạ? Điểm này được không các anh chị? Quá được luôn. Nhưng mà không chỉ nhận 400 triệu từ chị Ngân và chị Hằng. Vì nếu chị Ngân và chị Hằng không có F2, không có F3, không có F4 thì làm sao mà chị Ngân có thể kiếm được 1 tỷ thu nhập? Cho nên trong lúc giúp đấy sẽ tạo ra rất nhiều F2, rất nhiều F3, rất nhiều F4, F5, F6 và F7. Và các anh chị quay lại nhìn cái tầng lúc nãy mà Nguyên nói đó. Nếu chúng ta làm thực sự chuyên tâm và yêu quý sản phẩm, yêu quý con người, chúng ta cứ tìm 1 ra 6 và giúp 6 người cũng có tìm được 6. Thì đến tầng thứ 6 chúng ta đã có bao nhiêu ạ? 7.776 người rồi. Vậy thì nếu mà F1 của các anh chị chỉ có 2 thì Nguyên sẽ giảm bớt đi, tức là còn 1/3 thôi, đúng không ạ? Nguyên có mỗi chị Hằng với chị Ngân rồi nên là Nguyên chỉ còn 1/3 thôi. 7.000 người này chỉ còn hơn 2.000 thôi. Vậy thì các anh chị tính xem
hơn 2.000 người ở tầng 6, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Các anh chị có thu nhập 5%. Giả sử họ chỉ có thu nhập 10 triệu một tháng, các anh chị có 500.000. 500.000 đồng mà nhân với khoảng 2.500 người thì theo các anh chị số tiền này được chưa? Đúng không ạ? Nên là điều quan trọng ở đây chúng ta chỉ cần giúp những người bạn của mình chăm sóc sức khỏe của họ, hướng cho họ cách sử dụng sản phẩm, hướng cho họ cách đăng ký online, hướng cho họ cách mua hàng và hướng cho họ cài đặt Zoom. Rồi họ lên đây chúng tôi sẽ giúp họ những vấn đề khác. Ok không các anh chị? Và chúng ta sẽ tạo ra một nguồn thu nhập thụ động sau 2 năm hoặc 3 năm. 2 năm hoặc 3 năm là cái khoản này lớn đó các anh chị nhé. Chứ còn các anh chị chỉ cần tập trung với Genet 1 năm thôi là các anh chị cũng sẽ có cái thu nhập giống như là Lilan ấy, đúng không ạ? Một tuần là mấy trăm đô hoặc là một tuần 1.000 đô. Tuyệt rồi đúng không anh chị? Tính trung bình như vậy là một tháng Lilan đã có thu nhập thụ động là 3.000 đô. Các anh chị, những người sở hữu doanh nghiệp, những người đầu tư tiền tỷ, những người mở những quán cà phê rất là đẹp, chưa chắc một tháng họ đã có cái lợi nhuận cất đi là 3.000 đô đâu ạ. Đúng không các anh chị? Và Nguyên thấy là đây là một cơ hội rất là thú vị. Và chúng ta sẽ vừa đi qua cái hoa hồng lãnh đạo. Tiếp theo nữa thì chúng ta có một khoản thưởng khách hàng ưu đãi. Đó là khoản hồng thứ 5. Khoản hồng thứ 5 này có nghĩa là khi nào các anh chị sở hữu F1, chúng ta bắt đầu có thu nhập của F1. Giả sử như là chị Ngân có thu nhập khoảng 1 tỷ một tháng, thì em Nguyên sẽ có thu nhập là 200 triệu, tức là 20% trên thu nhập của F1. Nhưng lúc đó Nguyên sẽ giới thiệu cho 5 khách hàng tự động đặt hàng. Cái điều này nó sẽ xảy ra khi nào mà tập đoàn Genet có kho hàng tại Việt Nam. Thì chúng ta chỉ cần giới thiệu 5 khách hàng mua hàng tự động, tức là tự đặt hàng tự động về nhà, thì chúng ta sẽ được cộng thêm 5% nữa vào thu nhập chu kỳ của F1. Và nếu chúng ta giới thiệu ra 10 khách hàng thu nhập tự động thì mua hàng tự động thì chúng ta sẽ có thêm 10%. Có nghĩa là nếu mà chị Ngân kiếm được 1 tỷ, bình thường thì Nguyên chỉ kiếm được 200. Nhưng Nguyên chỉ cần đi tìm 10 người khách hàng như vậy mua hàng tự động thì Nguyên kiếm được 300. Theo các anh chị lúc này Nguyên có cần kiếm không? Không cần kiếm đâu các anh chị. Chỉ cần giúp cho người nhà của mình, mỗi người đặt một gói Rizzo tự động về nhà, tôi sẽ trả tiền. Ok không các anh chị? 10 gói Rizzo mà tự động trả tiền hết có 26 triệu thôi, mà được nhận thêm 100 nữa từ hoa hồng của chị Ngân. Ok không các anh chị? À, Nguyên cũng không hiểu tại sao Genet lại có những cái khoản thưởng rất là thú vị như vậy. Khoản thưởng rất là buồn cười đúng không anh chị? Tại vì nhận được tiền nên là thích quá cười. Ok. Và khoản cuối cùng là khoản hoa hồng dành cho Diamond. Những người làm hệ thống như tôi và rất nhiều những anh chị trên trang Zoom hôm nay đều rất là mơ ước cái danh hiệu này. Không phải là mơ ước danh hiệu các anh chị, mà muốn có được hưởng một cái khoản quỹ thưởng toàn cầu này. Và nó còn gọi là tiền thưởng dành cho cổ đông anh chị. Và chúng ta sẽ được hưởng 3% doanh số toàn cầu của công ty Genet chia cho những người ở cấp độ Diamond. Và ngày hôm nay các anh chị, chúng ta hãy chia sẻ cơ hội này cho rất nhiều người bạn. Chúng ta hãy giúp những người kể cả không phải tuyến dưới của chúng ta. Bởi vì khi nào chúng ta lên Diamond thì chúng ta cũng được hưởng cái doanh số mà do họ tạo ra. Ok không các anh chị? Rất là nhân văn đúng không ạ? Và Nguyên vừa chia sẻ với các anh chị về nội dung của cái bài OPP ngày hôm nay. Nguyên nói hơi dài và hơi kỹ để giúp các anh chị chúng ta hiểu được cái cơ cấu của cái trang OPP này, và chúng ta cũng chia sẻ nó cho bạn bè của mình một cách dễ hiểu hơn. Và cái ưu thế của Hồng Genet chính là gì ạ? Hợp lực về doanh số. Có nghĩa là các anh chị giới thiệu bao nhiêu người bạn, nhưng mà bạn của chúng ta giới thiệu và những người trên chúng ta giới thiệu thì chúng ta cũng được tính cái doanh số để trả hoa hồng chu kỳ, đúng chưa? Và doanh số chúng ta tạo ra chúng ta được bảo lưu, không phải lo lắng cho việc là hôm nay hết tháng tài chính hay là hôm nay hết năm tài chính. Tiếp theo nữa là gì? Hoa hồng được tính theo giây và trả theo tuần. Có nghĩa là khi các anh chị vừa mới, khách hàng của chúng ta vừa thanh toán một cái đơn hàng xong thì chúng ta có hoa hồng ngay tức khắc. Và chúng ta sẽ được nhận theo cái ngày quy định, bởi vì công ty Genet chỉ trả hoa hồng cho các anh chị vào các ngày thứ hai thôi trong tháng. Và điểm nữa là gì? Chốt cấp bậc ngay khi các anh chị đạt. Và có một điều rất là tuyệt vời, đó là năng động một tháng là một hộp 60 CV. Có nghĩa là mã số của các anh chị khi các anh chị tham gia kinh doanh, các anh chị cần phải mua một hộp Reserve mỗi tháng. Nhưng nếu các anh chị đang tham gia xây dựng hệ thống, tức là đang giới thiệu những người cùng dùng với mình, thì các anh chị không phải lo mã số của mình. Vì mình đang giới thiệu rất nhiều người bạn. Cho nên là chúng ta có một F1 mua hàng thì tương xứng với chúng ta đã mua hàng. Các anh chị thấy không ạ? Rất là thú vị. Công ty không áp chúng ta điều gì cả. Và có rất nhiều những anh chị là chưa có điều kiện để mua hàng, chưa có tiền để mua, vẫn có thể giới thiệu rất nhiều những người bạn như lúc nãy Nguyên giới thiệu. Và chúng ta bắt đầu có những cái khoản lợi nhuận đầu tiên để chúng ta đầu tư cho bản thân mình. Ok không các anh chị? Đó.
Và hệ thống của chúng ta là hệ thống 248 quốc tế. Và đứng đầu hệ thống của chúng ta là cô Kim Huy. Và các anh chị biết cô Kim Huy là một người người Hoa và cô sống tại Mỹ. Và cô năm vừa rồi thì Nguyên có được tham dự chương trình từ thiện của cô Kim Huy tại Đài Loan. Và trên bức hình các anh chị nhìn thấy đây là hệ thống 248. Các anh chị em chúng ta từ những ngày đầu tiên họ đã biết đến hệ thống 248 thông qua một cái gọi là online. Và đến ngày hôm nay thì tất cả những thầy cô, thầy Trần, cô Kim Phụng, cô Kim Châu, thầy Trịnh, rất nhiều những người thầy quốc tế đang hỗ trợ thị trường Việt Nam của chúng ta. Có nghĩa là các anh chị, chúng ta đang làm việc có một hệ thống dẫn dắt hỗ trợ chúng ta, chứ không đơn giản chỉ là chúng ta làm việc đơn lẻ. Và Nguyên nghĩ rằng đây là hệ thống 248. Và khi các anh chị giới thiệu cơ hội kinh doanh của mình, các anh chị cũng cần phải giới thiệu hệ thống, giống như là gốc gác của chúng ta là được sinh ra từ đâu vậy, đúng không ạ? Và hệ thống 248 có những người thầy, những anh chị rất là tuyệt vời đi đầu đã dẫn dắt, đã khai mở thị trường Việt Nam được một năm rưỡi rồi các anh chị. Và ngày hôm nay chúng ta đang đặt hàng từ nước ngoài, nhưng chúng ta cũng được đảm bảo cái nguồn hàng rất là thuận lợi để hỗ trợ cho các anh chị. Thì tất cả những điều này, những người thầy ở nước ngoài, những anh chị em lãnh đạo đi trước đã tạo thành lối cho chúng ta rồi. Và hôm nay anh chị em chúng ta chỉ việc bắt đầu thôi, chúng ta chỉ việc ấn nút start, đúng không ạ? Và Nguyên vừa chia sẻ xong với các anh chị về nội dung của bài OPP. Tuy nhiên là Nguyên cũng muốn các anh chị chỉ cần lắp nó thành từng bố cục, từng khúc, đúng không ạ? Và chúng ta hãy tập, chúng ta hãy liên tục nói, hãy chia sẻ nó với tất cả những người chúng ta có thể chia sẻ. Và tần suất các anh chị làm càng nhiều thì các anh chị làm càng thành thạo và sẽ rất là nhuần nhuyễn, đúng không ạ? Và cái buổi tối ngày hôm nay á, thì Nguyên đã kết thúc chương trình của mình rồi và chúng ta đã